suy hiện phản án, không biết chán, nói đúng hơn ông thật ngầu. Bề ngoài hơi ngáo, tính tình hậu đậu, ông phá án lúc đang gục đầu. Xin lỗi một chút về ngày trước kia ông làm cassette nha, nhưng ông đã không làm nữa sau việc của vợ khỏi bị đe dọa. Lý do cuối cùng chưa biết tại sao Henry vợ ông ra đi từ lâu, khi dù không chính thức ly dị, chắc chuyện viên đạn của cô Henry. Tóm lại ông muốn cứu cô nhưng cô không nghĩ là ông cứu cô. Viên đạn nó bay lúc đó xem chút nữa đã giết cô. Ông không phải điều tra viên giỏi, thế giới rộng lớn ông như viên sỏi. Tính cách thì quá là nổ, quá ư là nổ, nổ thiệt là nổ, nổ thiệt là nổ luôn, quá trời là nổ luôn. Yeah, khi Shinichi đã bị tiểu nhỏ cũng chính là lúc ông bắt đầu nuôi. Ông phá rất nhiều vụ án gây cấn đến mức không ai tin nổi. Mọi tội người nói không phải là ông phá án Mori đều ngủ, chính Conan đã làm điều đó với vợ Mori mà bắt hung thủ. Ông cũng thấy chuyện này kỳ dị nhưng ông lại không điều tra. Tới vụ án nào ông cũng phá hết thức giấc là được ngợi ca. Đúng là chuyện này thật lạ, không biết âm mưu của tác giả. Có khi Mori trùm băng áo đen nên biết tất cả vừa cho qua. Nếu chuyện đó mà trở thành thật thì chắc thế giới loạn hết rồi. Khi tình ta ông đưa ra lời lẽ hoàn toàn trái ngược thôi. Chầm biếm mê cái được chạy bé bé cái xấu hội tội vô ông được một cái trở thành thám tử lừng danh nổi tiếng không tốn công. Nghiện thuốc cũng khá nặng, cứ nhắc tới ông không sao. Thám tử gì quá lại bởi nó tiền bạc sao không hao. Thái độ luôn lười biếng, đứng một thám tử thiếu năng lực, luôn tìm sai manh mối không chịu nổi khó khăn được. Thứ một kim gây mê thì phơi ngay một vụ án, nhưng cách phải như thế nào biết được sự thật chứ phải choáng. Tốc độ nổi tiếng tăng quá nhanh là mặt hung thủ trong khi ngủ. Có biệt danh thám tử ngu gần xuất phát từ đó thì quá dữ. Ông cũng phá được nhiều vụ án nếu như ông ta thực sự tham gia, nhưng cách tìm ra manh mối mất nhiều thời gian và nhờ thanh tra. Ông được ví như một thần chết, ông đi tới đâu người chết tới đó. Chỉ cần xảy ra một vụ án mạng, cảnh sát chưa đến là ông đã có. Ông cũng có đôi mắt nghệ thuật chỉ dạy lại Ran và cả Henry. Trong tâm ông thực sự rất tốt, nhưng vẻ bề ngoài thì thôi quên đi. Dù bây giờ nói gì đi nữa, ông cũng chẳng phá được án tinh vi. Nhưng điều đó sẽ cho ta thấy thương hiệu của Goro Mori.